xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng tôi có cung thỉnh Hòa Thượng Thích Trương Lý. Ngài là Viện Chủ Chùa Đường Ngữ và cũng là Chủ tịch Hội đồng Điều hành của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại. Xin thỉnh Hòa Thượng gửi lời chào đến quý khán thính giả. Di Đà Phật, xin kính chào Hòa Thượng Thích Viên Huy, trụ trì Chùa Điều Ngữ và là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Điều hành kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Xã hội của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại. Xin kính chào Chư Tôn Đức Giáo phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình ABC. Như là Phật, Bạch Hòa Thượng, kính thưa tất cả quý vị, thì chúng ta chỉ còn có 2 hôm nữa thì chúng ta sẽ đón Giao Thừa. Và mỗi năm ngày Tết nó một lần. Chúng ta thấy hồi nhỏ thì chúng ta rất là mừng khi chúng ta nghĩ rằng sắp đến ngày Tết sẽ được đồ mớ, được tiền lì xì, được ăn kỹ. Nhưng mà bữa nay Tết thì giống như là ông Nguyễn Công Trứ có làm 2 cái vế đối rằng là chiều 30 nở réo tít mù, co cảnh đạp thằng bằng ra khỏi cửa. Sáng mùng 1 rượu say lưới tí, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà. Không biết tại sao mà chúng ta lại nợ nần nhiều, hay là những người nghèo mình cũng không biết. Nhưng mà cái Tết thì nó cũng rất là vui, nhưng mà rồi cũng người lớn á, vì người lớn thì cũng vất vả để chuẩn bị đón Tết. Đặc biệt tức là tất cả các cái chùa, tất cả các cái chùa thì cũng phải chuẩn bị để mừng Xuân Di Lặc đầu năm, để mà đón khách thập phương tới lễ Phật, một cơ hội để tạo những cái phúc lành. Như vậy thì thường thì chúng ta nói rằng là bồng ông Phúc, nhưng mà phúc như thế nào thì thường người ta nói là ngũ phúc lâm môn. Thì không biết trong Phật giáo nó có cái ngũ phúc lâm môn hay không. Một là trường thọ, thứ hai là phú quý, thứ ba là khương ninh, thứ tư là hảo đức, và thứ năm là thiện chung. Năm cái điều này ai cũng trông mong hết, nhưng mà chúng ta trông mong như vậy thì nó có đến hay không, cái điều đó nó quan trọng. Thì ở đây chúng ta đem ra chúng ta thử bàn, nếu mà năm cái phút này so với Phật giáo thì thử như thế nào, thì xin thỉnh Hòa Thượng chia sẻ cùng với đại chúng. Di Đà Phật, xin cảm ơn Hòa Thượng, Phó Chủ tịch. Thì thưa quý vị đó, ở trong giáo lý của Phật giáo thì khi mà nói đến những cái phúc báo hay là phước báo hay là những cái phúc quả, mà điều đó có nghĩa rằng là những cái hoa trái mà chúng ta gặt hái được từ những cái vụ mùa, hay giả là từ cái sự gieo trồng canh tác của mỗi một chúng ta, nó có liên hệ đến cái luật tắc nhân quả. Cứ lấy một cái thí dụ, khi mà chúng ta muốn có những cái bình hoa, có những cái chậu hoa để có thể trang hoàng trên những cái bàn thờ, hoặc giả là trong những cái phòng khách, kể cả ở ngoài vườn vân vân, vào những ngày đầu năm, thì chúng ta cũng phải đầu tư một số thời giờ để chăm sóc. Ở cái xứ sở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy có nhiều cái chợ bán hoa, cho nên chúng ta không phải mất thời giờ nhiều để có thể gieo trồng những cái chậu hoa. Tuy nhiên, dù không tốn thời gian để trồng trọt,
thì chúng ta cũng phải có thời gian đến ở những cái tiệm chuộng những cái loài hoa mà chúng ta thích mang về để trang trí. Thưa như thế để chúng ta thấy là muốn có được những cái quả thì phải tạo những cái nhân, nhất là những cái quả tốt thì phải tạo những cái nhân tốt. Và cái phúc nó chỉ đến với những cái nhân ở đó gọi là thiện lành, chứ không thể nào có thể đến bằng một cái hạt giống bất thiện. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy mỗi một chúng ta muốn gặt hái những cái phúc quả thì cần phải gieo những cái thiện nhân và vun bồi những cái thiện căn. Và khi mà chúng ta vun bồi, chúng ta chăm sóc, chúng ta tưới tẩm để cho những cái hạt giống, những cái căn lành nó được tăng trưởng một cách tốt đẹp, thì tất nhiên là những cái quả mà chúng ta gặt hái là một cái gì hết sức là thù thắng. Nói về những cái loại hoa, những cái loại trái là như thế. Mà trong đời sống của chúng ta, nếu mà chúng ta chăm sóc thật kỹ cái đời sống tâm linh, tránh những cái điều ác, nỗ lực làm những cái việc thiện như là phát tâm quy y tam bảo, thọ trì năm giới, bố thí, cúng dường, ăn chay, niệm Phật, v.v. thì đó là cái cách mà chúng ta gieo những cái hạt giống tốt, và cuối cùng những cái quả phúc, cái phước báo mà chúng ta gặt hái được phải nói rằng là vô lượng vô biên. A Di Đà Phật. Đó thì thưa quý vị, thì trong cuộc sống của chúng ta như ở trong kinh nghiệp báo, tiểu nghiệp báo, thì Đức Phật ngài có dạy rằng nếu mà mình muốn được phúc, được trường thọ thì mình phải tạo ra cái nhân trường thọ. Chứ không phải chúng ta ngồi chúng cầu mong mà nó trở thành trường thọ được hay là nó được được, mà Đức Phật ngài luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta rằng cầu phúc không có bằng làm phúc. Cầu phúc không có bằng làm phúc. Nhưng muốn được cái trường thọ, như vậy thì cái người đó phải gieo cái giống của cái trường thọ. Trường thọ thì cái giống đó là cái giống gì? Cái giống nghĩa là không có giết hại, không có làm cho tất cả chúng sanh sợ sệt, không có nói những cái lời ác nghiệt làm cho tất cả những chúng sanh lo lắng, rồi không có hù nhát, không có đánh đập, không có gài bẫy, không có gian lưới, bắt tất cả các cái thứ đó. Thì có như vậy thì chúng ta mới trường thọ được. Và đặc biệt những người trường thọ nữa, họ được thì họ phải ngăn chặn, ngăn chặn tất cả những cái chiến tranh, những cái sự giết chóc, những cái sự phá hại từ cây cỏ cho tới tất cả những cái động vật, thì nó mới đem lại cái sự bình an và cái sự trường thọ được. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ cầu mong cho trường thọ mà chúng ta không có làm những cái nhân để nó được trường thọ thì suốt cuộc đời chúng ta nghĩa là lo sợ. Thí dụ bây giờ mình tạo những cái nhân, mình hù nhát người khác, mình bẫy người khác, mình làm cho tất cả người khác sợ cái nhân đó thì làm sao mà có thỏa mãn được. Và cái nhân đó chắc chắn là nó dẫn chúng ta đi xuống. Tạo tất cả những cái nhân xấu đó thì cái sợ nhát như sẽ sanh làm những cái con như con nai, con treo, vân vân. Thấy người thì sợ hãi. Còn nếu mà chúng ta không có tu tập những cái niệm lành, chúng ta nghĩa là ăn thịt giết chóc tất cả các cái thứ đó thì nó sanh ra ác độc, sanh những loài như bò sát đó, vân vân. Còn những cái nghiệp mà chúng ta tạo ra, những cái nơi tối tâm, không có thấp ánh sáng, làm cho người khác mất điện, mất đèn, vân vân, đủ thứ, thì rõ ràng cái nghiệp đó là gây ra cái nghiệp để chúng ta sanh ra những nơi tối tâm, như là trùng, như dế ở chung ở dưới đất, là trốn, là chạy như vậy.
Người muốn được trường thọ rồi thì phải tạo những cái nhân lành như vậy, thì nó mới đem lại cái quả lành cho tất cả chúng ta ngay trong hiện tại này, chứ không phải đâu xa. Ngày xưa kia, thưa quý vị, như ở trong luật sa di có một cái câu chuyện rằng là cái một vị sa di ở với ông thầy cũng biết rằng là cái chú sa di này chừng có một tuần lễ nữa thì chết, cho nên ông mới báo là về thăm gia đình đi, thăm lần cuối. Và trên đường đi chú ta thấy một cái đàn kiến nó trôi trên mặt suối, nước suối, và cá nó chuẩn bị nó đốt nó ăn cả trứng cả kiến vân vân. Thì ông ta thấy tội quá, cho nên ông cởi cái y của ông ta dâng ở dưới đó vớt lên để trên bờ đó phơi cho nó khô, kiến nó khô rồi nó hòa đi. Sau một tuần á thì ông ta trở lại chùa thì không có chết. Thì ông thầy cũng quan sát, ông biết rằng là do cái nhân mà ông đã từ bi ấy, ông cứu cái đàn kiến đó, cho nên ông thoát đi cái đoạn mạng, được cái thọ mạng lâu dài. Thì cho nên chúng ta thấy rằng đó, trong luật có chép như vậy. Thì chúng ta biết rằng là khi tạo một cái nghiệp lành ngay trong hiện tại này, cái nghiệp của chúng ta nó chuyển. Ví dụ bây giờ những ngày Tết này, quý vị nào muốn trường thọ, muốn khỏe mạnh, không có lo toan, sợ sệt, không có sợ hãi, muốn rằng mình ít bệnh, ít tật, thì phải tu tạo tất cả những cái nghiệp lành như vậy. Mình tu tạo những cái nghiệp lành như này để tạo cho cái nhân tố chính cho chính bản thân của mình, nó tránh đi tất cả những nghiệp xấu ác của nếu. Chúng ta không có tạo, chúng ta ngồi chúng ta cầu thì không có bao giờ nó có cả. Không, thí dụ như bây giờ mình khát nước mà mình không đào giếng, mà mình cứ mình ngồi đó mình cầu trời mưa, không chưa hẳn có nhiều cái thành phố gì đó mà tới 60 năm mà chưa có một cái cơn mưa. May đâu thì mình ở đây cũng có thể mưa, nhưng mà ở Gali này cũng hy hữu lắm, mưa một năm mưa chừng có mười mấy cây vậy thôi chứ không có nhiều. Nếu quý vị không có chuẩn bị nước cho mình mà ngồi đó coi như là đem đồ hứng nước cầu trời mưa thì không có đâu. Mình phải tạo cho mình cái nguồn nước đó, chứ không phải là ngồi đó hứng để chờ. Thì đó là cái nhân mà tất cả chúng ta nhân cái ngày Tết, là cái dịp mà ngày mùng 1 là ngày vía Đức Di Lặc, mà quý vị thấy Đức Di Lặc là luôn luôn ngày mở một cái nụ cười. Tại sao ngày lại cười? Và một cái bụng lớn thì ai cũng hiểu rồi, cái bụng đó nó dung chứa tất cả những cái thứ khó dung của thế gian. Và cái miệng ngày cười những cái việc mà thế gian nó khó cười lắm, những cái đau khổ nhưng mà ngày vẫn cười. Như vậy thì chúng ta học theo cái hạt đó để chúng ta hoan hỷ. Bởi vì như cái nước biển nó dung hết tất cả các cái thứ, cho nên nó mới chứa được tất cả các cái thứ rộng lớn, nó dung chứa hết tất cả các cái dòng sông. Cho nên kêu là biển. Còn nếu chúng ta, cái tâm chúng ta không có bao dung, chúng ta không có từ bi, chúng ta không có hoan hỷ, chúng ta luôn luôn mang cái niệm ác, lời nói ác, cái hành động ác, thì không bao giờ mà có được cái thọ mạng dài cả, thưa quý vị. Thì xin thỉnh Hòa Thượng. Dạ, xin cảm ơn Hòa Thượng, Phó Chủ tịch. Thưa quý vị, như Hòa Thượng, Phó Chủ tịch vừa chia sẻ đó, thì chúng ta phải bao dung, phải rộng lượng, phải từ bi, phải hỷ xả, nhất là nhẫn nhục, chịu đựng trước những cái hoàn cảnh khó khăn. Mỗi khi mà chúng ta đối mặt với những cái tình huống khó khăn, thì đó là một cái cơ hội nhắc nhở để chúng ta nghĩ đến những cái hoàn cảnh khó khăn của những người kém phước báo. Và đó cũng là cái cơ hội để giúp cho chúng ta trách nhiệm về cái hành nhẫn nhục của mình. Có một cái câu chuyện rất là vui mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị, đó là có một cái tượng Phật và một cái chuông gia trì. Tượng Phật cũng được đúc điêu khắc từ một cái loại đồng giống như là đồng đúc cái chuông gia trì. Một hôm nọ thì cái chuông gia trì mới lên tiếng
cho rằng là có cái sự bất công. Tại sao cũng là đồng, nhưng mà mỗi khi người ta xướng Nam Mô A Di Đà Phật thì mọi người lạy cái tượng Phật đồng. Trong khi đó thì chuông gia trì là bị đánh vào trong thân. Cho nên nó nói ra, tại sao tôi lại bị đánh, còn cái người kia tức là cũng là đồng nhưng mà được đảnh lễ cung kính. Thì cái tượng Bằng Đồng nói rằng là vì anh không có biết, chứ tôi đã trải qua biết bao nhiêu cái sự nhẫn nhục khi mà người ta điêu khắc để thành một cái tượng rất là công phu, bằng tất cả những cái kỹ năng chuyên nghiệp, cho nên tôi phải chịu đựng trong từng mỗi một phút giây, mỗi một cái nét đẹp ở trên thân, ở trên mặt, những cái nụ cười tươi hoan hỷ như thế là phải chịu đựng, phải nhẫn nại. Còn cái chuông giá trị như là anh thì đâu có bị người ta điêu khắc nhiều cái nét như thế mà anh phân bì như vậy, thì nó cũng là một cái điều chưa phải là hợp lý lắm. Nghe như thế thì chuông gia trì hiểu, à, cái quá trình mà nhẫn nại của mình chưa đủ, mình không có chấp nhận để trở thành một cái tượng, mình chỉ có khả năng chấp nhận để biến thành một cái chuông gia trì. Thì cái câu chuyện này có vẻ thiếu lâm, nhưng mà nó cũng dạy cho chúng ta một cái bài học hết sức là thực tế trong cái việc tu tập. Nếu mà chúng ta nỗ lực tu luyện thì chúng ta sẽ ung đúc nên một cái nhân cách đạo đức thánh thiện, một cái đạo phong khả kính khả ái, và chính đó nó tỏa sáng giúp cho chẳng những cuộc đời của mình hạnh phúc hơn, tươi đẹp hơn, mà nó còn có khả năng chiếu sáng là giúp cho những cái sự sống chung quanh mình có dịp tỏa sáng để cũng hạnh phúc, cũng tươi vui, cũng an lạc như là chính bản thân của mình. Do vậy mà trong những cái ngày đầu năm đó, dù chúng ta gặp bất cứ cái điều gì ngang trái đến đâu, chúng ta cũng cố gắng nhẫn nhục ở trong những cái lời nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Hiền, đó là tùy thuận chúng sinh, sở nguyện. Cái sở nguyện của chúng sinh dù có vẻ nó không có hợp lý lắm, nhưng mà chúng ta hiểu, thành chúng ta cố gắng tùy thuận những cái thành viên ở trong gia đình, những bạn bè chung quanh, để tạo nên một cái không khí thật là vui, thật là hoan hỷ, giống như là cái hình ảnh của Đức Phật Di Lặc, lúc nào cũng vui, lúc nào cũng hoan hỷ, lúc nào cũng rộng lượng, lúc nào cũng từ bi. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, như quý vị biết, cái sự hoan hỷ nó sẽ đem lại nhiều cái an lạc và hạnh phúc cho mình cũng như cho người. Do vậy muốn có được cái sự phú quý, chúng ta cũng cần phải có cái sự hoan hỷ nó liên can đến. Ví dụ như quý vị mua bán một cái cửa hàng, không, nhưng mà quý vị cứ nhăn nhó, không có hoan hỷ, không có vui vẻ, thì chắc chắn rằng cái cửa hàng nó cũng không có phồn thịnh. Như vậy thì phú quý, ai cũng mong được phú quý, mà tại sao chúng tôi nghe nhiều người nói nợ, không? Nợ rồi bị nợ đòi. Nợ đòi thì nói tới nợ thì chúng tôi nhớ một cái câu chuyện người ta đòi nợ giỏi. Giỏi là có hai anh bạn, anh chơi chung với nhau mà anh cho mượn một cái số tiền chừng cỡ vài ngàn đô la. Nhưng mà rồi gần Tết rồi này, gần Tết như vậy thì không biết làm sao đòi, bởi vì cho mượn không à, không có giấy tờ. Thì anh nói chuyện với anh bạn anh thì anh nói rằng là bây giờ thôi anh viết cái giấy thay vì cho mượn 2.000 mình viết 4.000 thì chắc chắn rằng anh sẽ trả. Anh nói là anh mượn cái 2.000 mà viết 4.000 sao trả được. Anh nói anh cứ viết đi thì chắc chắn rằng là anh viết trả lời là tôi chỉ có mượn 2.000 chứ không có 4.000, thì cái đó lấy cái đó làm bằng chứng và anh đòi được rồi, không có gì hết. Thì anh kia anh lại viết cái giấy
hơi gỡ nữa là 4.000 đến đòi nợ. Thì nói chuyện đó là cái câu chuyện đòi nợ giỏi, bày đòi nợ giỏi, nhưng mà đối với tất cả trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng mong là phú quý, giàu có hết, nhưng mà nhiều người, rất là nhiều người nó nợ đủ thứ. Thì thưa quý vị, không phải nợ tiền không, mà nợ tình, rồi nợ trái chủ oan nghe, nợ nghiệp này, rồi nợ con cái này, rồi nợ ân tình, không? Rồi nợ vì người ta giúp mình, đủ thứ cái nợ như vậy. Thì muốn mà giàu sang á, thì chúng ta trả hết tất cả cái nợ. Muốn trả tất cả các cái nợ đó thì từ ở đâu? Từ cái tâm từ, tâm bi, không? Mình khởi lên cái tâm từ, tâm bi, đem lại cái sự an vui, mang lại cái sự an vui cho người khác, đem lại cái sự không có lo sợ cho người khác. Có như vậy thì nó mới đem lại cái sự hạnh phúc, nó mới phú quý được. Còn nếu mà cái tâm chúng ta lo lắng luôn, chúng ta lo lắng từ cái việc nhỏ tới cái việc lớn, quá ư lo lắng, thì khi mà quý vị lo lắng quá đến cái việc của người khác đó, thì quý vị đã không có vui rồi. Thì trong cái cuộc sống của mình đó, mình có ba cái điểm hết sức quan trọng, đó là lãng phí, sự lãng phí, và thứ hai là lo lắng, thứ ba là cái chuyện băng quơ không ở đâu đó, chứ là tiêu tốn phí phạm. Nếu mà người chúng ta, một là lãng phí cái gì, chúng ta lãng phí thì giờ thì chắc chắn chúng ta không có giàu rồi. Ý rằng có một đồng tiền nào đó chúng ta làm có, chúng ta lãng phí, ta tiêu hết tất cả số tiền đó, không để dành dụm, hay là không để chuẩn bị để cho nó kêu là sanh sôi nảy nở từ đồng tiền ra, thì chúng ta đã lãng phí rồi. Rồi lãng phí cái sức khỏe, tức là cái tuổi trẻ của tất cả chúng ta. Chúng ta không có làm những cái gì cho nên chuyện, chúng ta chỉ rong chơi, chúng ta chỉ đi theo những cái người đầu trộm đuôi cướp, hoặc là đi theo những cái người bài bạc, hoặc là đi theo những cái người hút sách, uống rượu, vân vân, thì chắc chắn cái người đó không bao giờ giàu cả. Cho nên đối với tất cả chúng ta muốn giàu thì phải phát khởi cái tâm lành, cái tâm từ bi, cái tâm giúp đỡ người khác, có như vậy thì mới giàu được. Với cái kẻ siêng năng, cho nên họ nói rằng là giàu đâu với kẻ ngủ trưa, không, giàu đâu với kẻ mà say sưa tối ngày, thì làm sao mà nó giàu được. Thì muốn cái ngủ trưa đó, tức là cái siêng năng, cái siêng năng của một con người, của tất cả chúng ta, nói ngủ trưa đây, tức là nói cái sự siêng năng. Cho nên muốn giàu như vậy thì hãy xa lánh tất cả các cái điều xấu, nói tất cả những điều xấu, ăn uống điều xấu, bài bạc vân vân, tất cả các thứ đó. Rồi mình siêng năng thì chắc chắn rằng tích tụ lần lần, mỗi khi mỗi ít nó mới có thể giàu được. Chứ quý vị nói rằng nghĩ đương không như vậy, là quý vị làm bạc chục ngàn, hai ba ngàn tự dưng nó có, không phải tự dưng nó có đâu, mà quý vị phải siêng năng. Từng một giây nó được nhiêu, thí dụ một giây nó được một hào hay là hai hào, thì 60 giây nó được một đồng, thí dụ, thì quý vị tích tụ lần lần như vậy nó mới thành. Còn nếu mà chúng ta lười biếng, chúng ta lãng phí, chúng ta tiêu tốn sức lực của mình một cách vô ích, thì chắc chắn rằng không bao giờ nó giàu có đối với tất cả chúng ta cả, thưa quý vị. Thì xin quý vị giữ làn sóng, và chúng tôi sẽ quay lại sau một vài thông tin thương mại của đài.